Tới cái phần giáo thứ ba là hiển bày chân tâm tức tánh. À, thì giáo này là nói tất cả chúng sanh đều có chân tâm không tịch. Không tịch tức là rỗng lặng, từ vô thủy đến nay tự tánh thanh tịnh, tinh lanh không mờ, rõ ràng thường biết, đến tột mé vị lai vẫn thường còn không diệt, gọi là Phật tánh, cũng gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là tâm địa. Từ vô thủy bị vọng tưởng che lấp, không tự chứng được, đắm mê sanh tử, Đức Phật thương xót mới hiện ra đời, vì nói pháp sanh tử vân vân, tất cả đều không. À, chỉ bài tâm này hoàn toàn đồng với chư Phật. À, nghĩa là đây thì giáo này là bây giờ là không còn mật ý nữa. Ở trước là còn mật ý, tức là còn có cái ý sâu, chưa có nói ra hết. Còn bây giờ đây nó thẳng ra luôn. Cho nên đây gọi là hiển bày chân tâm tức tánh, chứ không còn mật ý. Tức là nó thẳng ra luôn. À, nghĩa là giáo này là chỉ thẳng vào tâm tánh, nói rõ ra, không còn ẩn mật nữa. Tức là nói rõ ra là tất cả chúng sanh đều có đủ cái thể chân thật đồng với Phật đó. À, đó tức là chân tâm thanh tịnh sáng suốt, chưa từng mê. Đó, chỉ thẳng ra mọi người đều có cái chân thật này, giờ không còn ẩn mật nữa. À, cho nên dù là ở trong mê, nhưng mà cái mê cũng không thể đến được ở trong đây nữa. Tức cái mê nó cũng không có làm đụng đến được cái chân tâm mà thanh tịnh này. Không? Do đó mà sanh diệt cũng không có vào được ở trong đó. Cho nên ở trong sanh diệt mà nó cũng không có dính gì tới sanh diệt hết. Cho nên nó gọi là nó thường còn đó. Nó suốt cả ba thời, vượt cả không gian. À, nghĩa là không có cái gì ở thế gian này mà ngăn ngại, cũng như không gì thế gian này có thể so sánh được với nó. Đó là chỉ thẳng ra, tất cả chúng sanh đều có cái lẽ thật này hết, không còn dấu giếm gì nữa. Nhưng mà tùy chỗ dụng thì nó cũng có những cái tên khác nhau, cho nên tùy chỗ có khi gọi là Phật tánh, gọi là Như Lai Tạng, gọi là tâm địa, nhưng mà đều chỉ một cái thể chân thật này. Đó một thể chân thật này, nhưng mà tùy chỗ dụng nó có những cái tên khác. Đó, chứ không phải là có hai ba cái. Vậy thì chúng sanh đều có đủ cái chân thật này, cho nên gọi là tất cả chúng sanh đều có đủ. Nhưng mà từ vô thủy vì bị các thứ gọi là vọng tưởng lăng xăng đó nó che mờ đi, cho nên đời không có chứng biết được. Do đó mà gọi là giống cũng như là mây che mặt trời. Mặt trời có sẵn đó nhưng mây che, cho nên là không có thấy, ở dưới đất thì không thấy sáng được. Nhưng mà dù mây che, nhưng mà mây cũng không có xâm phạm được đến mặt trời. Đó, chỗ đó là chỗ quan trọng đó. Dù mây nó có che mặt trời, nhưng mà mây nó cũng không xâm phạm được đến mặt trời. Đó, nghĩa là mặt trời vẫn nguyên vẹn, vẫn sáng rỡ đó, chứ không có gọi là khiếm khuyết gì hết. Khi mà gió thổi mây tan thì mặt trời liền hiện ra nguyên vẹn, vẫn sáng tỏ như thường. Tức là không có mất mát chút nào hết. Thì chân tâm của chúng sanh cũng vậy đó. Tuy là bị những cái thứ mà vọng tưởng nó che mờ vậy đó, nhưng mà cũng không có dính dáng gì. Khi mà tan cái này thì nó hiện ra đầy đủ. Cho nên gọi là xưa nay là vẫn nguyên vẹn, chứ không có sanh diệt gì hết. Đó thì giáo này là chỉ thẳng cho mọi người cái điều đó. Cho nên, nhưng mà chúng sanh thì lại bị mê cho nên không thấy được. Cho nên chính vì vậy Đức Phật các ngài thấy được cái chỗ này, cho nên rồi các ngài mới ra đời để mà nói rõ ra các pháp sanh tử đó nó đều là không thật, nó đều là không hết, tức không có thật thể, không có chắc chắn gì hết, để cho chúng sanh là không có bám chấp vào cái các pháp sinh tử này, không có chấp cứng vào đó để mà cứ mê lầm trong đó. Rồi ngài mới chỉ ra cái tâm tánh chân thật này là đồng với Phật không khác, nghĩa là mọi người đều có tâm tánh cùng với Phật không khác này, để khiến cho chúng sanh chống tỏ ngộ cái lẽ thật này, để mà vượt lên cái thấy sanh diệt kia. Đó. Cho nên đó là cái ý mà Phật ra đời để mà
chỉ dạy chúng sanh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là bản hoài chư Phật ra đời, đó là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Đó là cái ý đó. Đó. Nghĩa là khiến cho chúng sanh vượt qua cái thấy thứ lớp, không? Cái thấy sanh diệt, cái thứ thứ lớp, để thấy trở lại Phật thật thiên chơn nơi chính mình. Đó. Thì đây mới đúng là một cái điều gọi là hy hữu trong kiếp luân hồi. Đó. Cho nên cái giáo này đến đây là chỉ thẳng cái lẽ thật này cho chúng sanh đó. Vậy thì ai mà tin được cái lẽ thật này là coi như là vượt qua cả vô số kiếp lầm mê. Không? Tức là từ cái mê từ vô thủy nó che, bây giờ mà nhận thấy được cái này thì tức là vượt qua vô số kiếp, không? Từ vô thủy mà nó che đó. Không? Nghĩa là trong cái chớp nhoáng mà đã vượt qua cả vô số kiếp lầm mê. Thì mới, cho nên gọi là mới không thể nghĩ bàn. Cho nên gọi là giáo này gọi là giáo tối thượng đó, chứ không phải là tầm thường. Cho nên rồi gọi là ban đầu là với người mà chưa có thể nhận ra được thì Phật chưa có vội nói liền, phải nói từ từ để dẫn người, khi mà căn cơ mà nó đủ sức nhận rồi đó, thì Ngài mới chỉ ra. Thì đây gọi là cái giáo thứ ba này là nhắm vào cái chỗ này. Rồi kế là Ngài Phi Phong Ngài mới dẫn trong các kinh đó để nói rõ thêm. Tức là kinh Hoa Nghiêm Phẩm Xuất Hiện nói: không có chúng sanh nào chẳng có đầy đủ trí tuệ Như Lai, đều do vọng tưởng chấp trước nên không chứng được. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. Như có quyển kinh lớn bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, biên chép đầy đủ tất cả việc trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Quyển kinh này tuy lượng bằng thế giới Đại Thiên mà nằm gọn trong một hạt bụi nhỏ. Như một hạt bụi nhỏ, tất cả hạt bụi nhỏ cũng như thế. Khi ấy có một người trí tuệ sáng suốt, được thiên nhãn thanh tịnh đầy đủ, tức là mắt con mắt trời đó, thấy suốt qua những cái vật ngăn ngại đó, thì thấy được quyển kinh này nằm gọn trong hạt bụi nhỏ. Vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh, bèn lập phương tiện đập hạt bụi nhỏ kia, hiển bày quyển kinh lớn này, khiến các chúng sanh khắp được lợi ích. Thì trí tuệ Như Lai cũng thế, không lường, không ngại, khắp hai lợi ích cho tất cả chúng sanh, nằm gọn trong thân chúng sanh. Các phàm phu vọng tưởng chấp trước, không biết, không giác, không được lợi ích. Khi ấy Như Lai dùng trí nhãn thanh tịnh không chướng ngại, xem khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới, nói thế này: lạ thai, các chúng sanh đều có đủ trí tuệ Như Lai mà ngu si mê lầm, không biết, không thấy. Ta phải dạy đạo thánh khiến họ hằng xa lìa vọng tưởng chấp trước. Chính nơi thân họ thấy trí tuệ rộng lớn Như Lai, cùng Phật không khác. Liền dạy chúng sanh kia tu tập đạo thánh, khiến lìa vọng tưởng, chứng kiến được trí tuệ vô lượng Như Lai, làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. Đó. Tức là đây là dẫn kinh Hoa Nghiêm. Không? Phật xác định rõ là không có chúng sanh nào, không? Tức là không có chúng sanh nào, tức là không có trừ ra một chúng sanh nào hết. Đó. Mà là tất cả đều có đủ trí tuệ Như Lai. Tức là cái lẽ thật mà sáng suốt đồng như Phật đó. Nhưng mà chỉ vì bị những cái đám mây vọng tưởng chấp trước nó che mờ, thành ra không nhận ra được. Cho nên đó là cái điều mà gọi là thật đáng thương xót đó. Cho nên là Phật mới ra đời để mà chỉ đó. Chứ còn nếu biết lìa vọng tưởng, không, thì những thứ là nhất thiết trí, tự nhiên trí, nó liền hiện tiền. Tức là cái trí sẵn có, cái trí mà không thầy dạy đó, nó tự hiện thôi, chứ không phải do ai làm ra hay là không phải tạo tác mà thành. Đó. Đó. Tức là như vậy thì đây là coi như dẫn trong kinh Hoa Nghiêm đó, để cũng là chỉ thẳng mọi chúng sanh, nghĩa là không bỏ sót chúng sanh nào hết, tất cả đều có đủ cái lẽ thật này hết. Không? Đó. Nhưng mà vì bị những thứ vọng tưởng chấp trước đó mà nó che mờ không nhận ra. Còn nếu khéo biết tu hành lìa những vọng tưởng thì liền hiện rõ cái lẽ thật này. Đó. Rồi mới ví dụ như là có quyển kinh lớn
nó chứa đủ hết những cái việc trong tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà nằm gọn trong hạt bụi nhỏ thôi, thấy không? Đó. Rồi như một hạt bụi nhỏ, rồi tất cả hạt bụi nhỏ cũng đều như thế, thấy không? Đó. Đều có đủ quyển kinh này hết, nhưng mà gọi là ít ai thấy được. Đó. Cho nên chỉ cái bậc có trí tuệ sáng suốt, thấy không? Đây gọi là bậc có thiên nhãn thanh tịnh, tức là thiên nhãn là con mắt trời, thì có thể thấy suốt qua cái vật ngăn ngại, cho mới thấy suốt trong hạt bụi đó có quyển kinh này, thấy không? Đó. Đó thì muốn làm được chúng sanh, cho nên mới dùng phương tiện mà đập hạt bụi đó để mà bày ra cái quyển kinh này, khiến cho chúng sanh nhận ra thì được lợi ích lớn. Đó. Thì quyển kinh đó là dụ cho trí tuệ Như Lai, thấy không? Trí tuệ Như Lai nằm gọn ở trong thân của mỗi chúng sanh, đó, không có ai thiếu. Cho nên đây mới gọi là một hạt bụi nhỏ có quyển kinh đó, rồi tất cả hạt bụi nhỏ cũng như vậy, cũng đều có quyển kinh đó, thì đây cũng vậy, không? Một trong thân một chúng sanh có quyển kinh này, và trong thân của mỗi chúng sanh cũng đều có hết, không ai thiếu hết, nhưng vì bị các thứ vọng tưởng chấp trước nó che, đó, không nhận ra được. Bởi vì vọng tưởng chấp trước mới làm lâu đời, giờ chỉ thấy có cái ngã này thôi, không? Coi như hầu hết mọi người ở thế gian này ai cũng chỉ thấy có ngã thôi, chứ đâu có thấy cái gì nữa. Chỉ biết có cái ngã này thôi, ngoài ra là không biết thêm gì nữa hết. Thì làm sao? Thì đâu có biết được cái kia. Đó. Tức là không còn biết có cái chân ngã vi diệu đó nữa. Thấy không? Đó. Do đó mà Như Lai, Ngài mới dùng gọi là con mắt trí thanh tịnh. Thấy không? Cho nên Ngài xem khắp hết chúng sanh, thấy thấu qua cái thân chúng sanh, thấy mỗi chúng sanh đều có đủ cái đó, không? Còn giống như là chư thiên mà có mắt trời nhìn thấu qua hết những cái chỗ ngăn ngại, không? Thì Phật cũng vậy, dùng mắt Phật xem thấu qua hết trong thân chúng sanh, ai cũng đều có đủ cái lẽ thật này hết, nhưng mà họ không biết, cho nên Ngài mới thương xót đó, mới ra đời, không? Để mà rồi dùng những phương tiện để mà đánh thức cho họ nhận ra để mà dùng, tức là chỉ cho chúng sanh biết nơi mình đều có cái lẽ thật đồng như Phật đó, không? Đó. Cho nên gọi là Ngài rống lên tiếng rống sư tử để mà bảo khắp rằng: lạ thay, lạ thay, sao mà các chúng sanh có đủ cái trí tuệ Như Lai này mà lại ngu si không biết, không? Để cho các cái thứ vọng tưởng chấp trước nó che mờ không thấy, không? Do đó cho nên là Ngài phải gọi là dạy đạo thánh đó, để cho họ biết xa lìa những cái vọng tưởng chấp trước này, để mà nhận ra cái trí tuệ rộng lớn không thể nghĩ bàn đó, không? Để mà dùng thì được lợi ích lớn lao, không? Đó. Thì đó gọi là cái chỗ nhắm của Phật. Đó. Thì đây đó là dẫn cái này để chỉ ra, nghĩa là cái giáo thứ ba này là Đức Phật là Ngài chỉ thẳng cho chúng sanh đó để nhận ra cái lẽ thật này, không? Cũng như là trong kinh Như Lai Tạng, Kinh Như Lai Tạng thì Phật có bảo là: ta dùng Phật nhãn nhìn thấy trong các thứ phiền não, tham dục, nóng giận, ngu si của tất cả chúng sanh, có Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân đang ngồi nghiễm nhiên bất động trong đó. Tức là Phật, Ngài dùng cái Phật nhãn đó, nhìn thấy trong các thứ phiền não, tham sân si của chúng sanh đó, lại có Như Lai trí, Như Lai nhãn, tức là trí Như Lai, con mắt Như Lai, và thân Như Lai đang ngồi nghiêm nhiên bất động trong đó. Này Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh tuy ở trong thân phiền não của các loài, mà vẫn có Như Lai tạng thường không nhiễm ô, đức tướng như ta không khác. Đó, đó là Phật chính như vậy, cho nên là Ngài mới ra đời để mà đánh thức cho mọi người để mà nhận ra cái lẽ thật đó. Cho nên đến đây là coi như Phật đâu còn giấu giếm gì nữa. Coi như Ngài nói nó thẳng ra rồi, cho nên gọi là không còn mật ý nữa. Vậy thì nói là tất cả chúng sanh, tức là không bỏ sót một chúng sanh nào hết, không? Nghĩa là tất cả đều đủ hết cái chân thật sáng suốt không sanh diệt đồng như Phật này. Cho nên mới nói rằng cái thấy mà đến đây đó, không? Thì mới gọi là cái thấy viên mãn, không? Còn thấy có chúng sanh này có, chúng sanh kia không có đó, là cái thấy còn hạn cuộc, không? Cho nên cái giác ngộ cũng vậy, giác ngộ mà giác ngộ đến này là mới là tột cùng. Cho nên giáo này mới gọi là cái giáo
thượng thừa đó, giống như là cổ xe lớn đó, là đưa khắp hết mọi người, cái gì là coi như đã đâu bỏ sót ai, thấy không? Còn nói là có chúng sanh này giải thoát, có chúng sanh kia chưa giải thoát, có chúng sanh này được chưa không được, thì đó là còn hạn chế, hạn cuộc, thấy không? Còn đây là coi như là chỉ khắp hết rồi. Cho nên mình học tới đây rồi mà thấu được như này rồi mới thấy ý nghĩa, thấy không? Phật hay là các vị Bồ Tát, các ngài mà gọi là tu hành đều phát nguyện phải độ hết tất cả chúng sanh rồi mới thành Phật, thấy không? Nhưng mà sao bây giờ chúng sanh còn ngồi đây hoài nhiều mà là các ngài cũng thành Phật rồi, đó thì để thấy rằng là ý nghĩa của này, đây là ngài các ngài cũng độ hết rồi đây đó. Tức là tạo cái nhân duyên để cho tất cả chúng sanh đều biết mình đều có cái lẽ thật này hết, thì đó coi như là độ khắp đó, không bỏ sót chúng sanh nào hết, phải không? Nghĩa là tạo cái nhân duyên lành cho chúng sanh hết, đó, không còn để thừa gì hết, đúng không? Đó, cho nên hiểu được chỗ này đó thì mình mới thấy được những cái gọi là cái giáo lý mà nó chân thật, nó thượng thừa mà Phật chỉ dạy, đúng không? Mà mình đúng là mình cũng có cái duyên lành sâu xa hy hữu với Phật, cho nên rồi cũng được nghe những cái giáo lý chân thật này. Và như vậy thì để thấy rõ rằng vậy thì cái hiểu được là tất cả chúng sanh đều có đủ cái chân thật sáng suốt không sinh diệt đồng như Phật này hết rồi. Như vậy thì cái chúng sanh này sao? Vậy thì cái chúng sanh này là bị lung lai tận gốc rễ rồi. Phải không? Cái chúng sanh này đâu còn bám vào đâu được nữa. Nó là thuộc về cái gọi là không gốc có thể tựa rồi. Còn cái gốc là cái chân thật sáng suốt đồng với Như Lai này mà. Là chúng sanh đều có cái gốc chân thật này hết rồi. Vậy thì cái chân thật gọi là cái mà chúng sanh này á, là cái tạm thôi. Tức là vậy là gốc rễ nó bị lung lai rồi, đâu còn đứng vững được nữa, không? Rồi cho nên là ai mà khéo nhận sâu được cái điều này rồi á, thì mình có một niềm tin vững mạnh để mình gọi là vươn lên đó, để mà vượt lên cái chúng sanh này hay là chuyển hóa cái chúng sanh này. Đó là cái chỗ mà gọi là cái ý sâu xa mà Phật muốn chỉ dạy. Mà đến đây thì Ngài đã nói thẳng ra luôn. Như vậy thì luôn luôn là phải nhớ là con mắt Phật đó là đang nhìn chúng ta mà than là lạ thai đó, nó có cái đó mà nó không biết nhận ra đó, phải nhớ vậy đó. Mà khi ngồi thiền mà cũng nhớ tới đó, luôn luôn nhớ vậy đó là có sự đánh thức cho mình rất lớn, thấy không? Đang ngồi thiền vậy nhưng mà nhớ là mắt Phật đang nhìn mình đó, đang nhìn mình mà nó lạ thai, sao mà nó ngồi đó mà cục lên cục xuống đó. Phải không? Nó có cái này mà sao nó không nhận ra. Thì nhớ vậy đó là nó sẽ đánh thức rất lớn. Và như vậy thì khỏi phải mặc cảm là mình làm chúng sanh mãi mãi, hay không? Là có hy vọng để mình xóa cái tên chúng sanh này. Hy vọng mình có thể xóa cái tên chúng sanh này, chứ không phải là cứ mang cái tên chúng sanh này mãi. Cho nên cái giáo lý này gọi là cái giáo lý mà nó lợi ích bình đẳng khắp tất cả, không bỏ sót một ai. Và cũng cho thấy rằng mắt Phật là thấy gọi là coi như là thấu suốt tận cùng hết ngang, gọi là hết cái chỗ gọi là ngang hang cùng ngõ hẻm, Ngài thấu tột hết, cho nên mới gọi là mắt Phật, không? Nghĩa là không có cái gì lọt ra ngoài mắt Phật, đó, thấu tột hết. Vậy thì mỗi chúng ta đó đều là ở trong mắt Phật hết mà không hay biết, cho nên đó là cái chỗ mình cần tỉnh ngộ, là chỗ đó. Cho nên mình học rồi mình thấy vậy đó là đủ niềm tin để mình tiến tu. Rồi ở đây thì có người hỏi mới gạn thêm là ở trên nói là tánh tự rõ ràng thường biết thì đâu cần chư Phật chỉ bài, tức là cái người ý người hỏi là như vậy thì đã nói là tánh tự rõ ràng thường biết rồi, thì vậy nó là tự biết rồi thì đâu cần phải nhờ chư Phật chỉ bài chi nữa, nó là tự biết rồi, rõ ràng rồi, đúng không? Đó. Thì đây tức là lấy theo cái thức tình
không? Chấp gọi là thức tình, chấp theo văn mà suy nghĩ, không? Cho nên mới có cái lời hỏi này, gọi là cái người đáp á, không? Thì đây là đáp, đây nói là biết, phải không? Không phải là chứng biết. Ý nói là chân tánh không đồng với hư không, cây đá nên biết. Không phải như thức duyên cảnh phân biệt, không phải như trí soi thấu thể, chính là một tánh chân như tự nhiên thường biết. À, tức là đây nói là biết đó, là tánh nó vốn có cái thể biết tự nhiên, nó khác với cây đá vô tri, không? À, mà cũng không cần phải ai tạo ra nó, à, giống như là cái gương tự nó có cái thể sáng soi của nó, chứ không đồng với cây đá khác, cũng không phải do tức là mới tạo ra, tức là nhưng mà đây không phải là như là cái biết mà gọi là cái biết nhận thức cái đối tượng, như là cái thức hay là như cái trí chứng biết, tức là cái biết là nhận thức đối tượng nó phân biệt đó, hay là cái trí mà nó chứng biết, thì không phải là cái biết đó, mà đây giống như là cái biết là thể nó tự nhiên biết, nó không giống như cây đá, tức là giống như nó có cái thể biết của nó khác với cây đá, cho nên gọi là nó là cái gọi là rõ ràng thường biết. Ví dụ như là người ngủ mê thì tự có cái tính biết, không? Cho nên có ai gọi thì liền biết tỉnh dậy, không? Chứ không phải như cây đá hay là cái giường cái gối, dù gọi cách mấy nữa nó cũng không tỉnh, không? Còn cái này là mình có cái tính biết, cho nên rồi gọi cái thì nó biết tỉnh, thì gọi là nó biết là như vậy, chứ không phải là cái biết gọi là nhận biết phân biệt như là mình nhận các cảnh này cảnh kia, không? Đó phân biệt của cái thức, không phải nói cái biết cái đó, cho nên gọi là cái biết ở đây, không? Gọi là không phải là cảnh giới của thức tình suy nghĩ so sánh mà biết, cho nên gọi là một tánh chân như là tự nhiên thường biết, thì đó gọi là cái tánh biết là như vậy, không? Kế mới dẫn Bồ Tát Mã Minh nói chân như là tự thể chân thật hiểu biết. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Hồi Hướng cũng nói chân như soi sáng làm tánh. Lại y cứ Phẩm Vấn Minh nói biết cùng trí khác, trí cuộc nơi thánh, không thông nơi phàm. Biết thì tức phàm thánh đồng có, thông nơi lý trí, không? Cho nên Bồ Tát Giác Thử vân vân chính vị hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng thế nào cảnh giới trí của Phật, thế nào cảnh giới trí biết của Phật, tức là cảnh giới trí Phật là chỉ cho cái trí chứng ngộ đó, còn cảnh giới trí biết đó, tức là cái biết nơi cảnh giới của Phật đó, thì đó chỉ cho chân tâm sẵn có. Thì Văn Thù đáp trí của Phật chư Phật tự tại trong tam giới không ngăn ngại, còn không phải thức hay phân biệt được, không phải cảnh giới của tâm, bản tánh nó thanh tịnh, chỉ bài các chúng sanh. Luận Bảo Tạng chép, biết có thì có hoại, biết không thì không hoại, cái biết thật biết thì có không đều không chấp. Như thế là chỉ bài tâm linh tri, tức chân tánh cùng Phật không khác. Thế là hiển bài giáo chân tánh, chân tâm tức tánh vậy. Tức là đây là dẫn Bồ Tát Mã Minh, Ngài nói rằng chân như là tự thể chân thật hiểu biết, thấy không? Tức là nó không do cái gì sanh ra, thấy không? Nó gọi là nó chân thật hiểu biết, không có gì sanh ra, không phải nhờ cái khác mà làm thành, cho nên gọi là tự biết là vậy đó, không phải nhờ duyên, thấy không? Tức là nó không phải nhờ duyên mà nó mới có biết, mà nó là tự sẵn biết. Rồi dẫn Kinh Hoa Nghiêm nói là chân như soi sáng làm tánh, chân như nó lấy cái soi sáng làm tánh, tức là tự nó có cái tánh soi sáng, chứ không phải ai làm ra, cũng không đồng với cái Phật vô tri. Vô tri là không biết soi gì hết. Do đó mà dù ở trong mê, bị phiền não nó vọng hay vọng tưởng nó che, nhưng mà nó vẫn không mất cái tánh soi sáng đó.
tức là nó không thành như cây đá vô tri. Cho nên là nhờ Phật gợi ý chỉ cho mình dẹp tan phiền não thì liền đốn ngộ. Chống nhận ra nó thì nó tự lộ ra. Tức là như là tánh xưa nay thường như vậy thôi. Tức là sẵn vậy thôi. Chứ không phải là mới có. Cho nên gọi là thường biết rõ ràng như vậy đó. Là tự biết vậy. Chứ không phải là mình ngộ rồi nó mới có. Mà nó sẵn vậy. Cho nên như vậy thì mới gọi là đốn đó. Đốn tức là chợt đó cái liền biết là tự có sẵn rồi. Chứ không phải là mới làm ra hay do ai làm ra hết. Đó. Rồi cái mới chỉ ra phân biệt rõ là cái biết cùng trí có khác. Thấy không? Cho nên dẫn phẩm vấn minh đó, biết cùng trí có khác. Tức là trí á, thì nó chỉ giới hạn ở bậc thánh. Còn phàm phu thì không có thông được. Tức là trí phải bậc thánh. Còn biết thì thông cả phàm và thánh. Phàm cũng có, thánh cũng có. Nhưng mà thánh biết á, thì nó lại vượt qua cả phàm. Phàm thì không biết được thánh. Nhưng mà có thể, phàm phu thì có thể nhân cái biết ở phàm mà mình vượt lên bậc thánh. Cho nên mới có tu hành. Không? Cho nên là mình tu hành, mình chuyển cái biết của chúng sanh này thành cái biết của bậc thánh. Đó. Rồi dẫn Bồ Tát Văn Thù đáp cho Bồ Tát Giác Thử hỏi về cảnh giới trí của Phật và cảnh giới biết của Phật. Không? Đó. Thì trí của Phật á, là tự tại trong tam giới, tức là Ngài thấu suốt cả tam giới. Không? Vượt khỏi phàm phu. Không? Đó. Không có gì ngăn ngại hết. Đó là trí của Phật. Không? Còn cái chỗ cảnh giới trí biết của Phật á, thì thức không thể biết được. Không? Tâm không thể suy được. Cho nên gọi là không phải thức hay phân biệt được, cũng không phải là cảnh giới của tâm. Không? Mà là bản tánh nó tự thanh tịnh. Đó. Tức là đó chỉ cho gọi là chân tâm sẵn có. Không? Đó. Thì nó không phải là cảnh giới của tâm. Tức là sao? Tức là nó không phải là cái đối tượng để mà biết. Không? Đó. Cảnh giới của tâm tức là tâm biết được cảnh giới đó. Thì cảnh giới đó là thuộc về cái đối tượng. Còn cái này là vượt ngoài đối tượng. Không? Cho nên gọi là nó là bản tánh thanh tịnh. Tự nó thanh tịnh. Không? Do đó mà không phải là dùng thức để mà suy nghĩ phân biệt được. Cũng không phải dùng tâm để mà nhận gọi là suy đoán. Nó không phải là thuộc về một cái cảnh giới. Đừng gọi là đối tượng. Đó. Cho nên này người mà đến nơi thì gọi là thầm tự biết. Cho nên khi mình chứng biết là thầm tự biết, chứ còn nó không phải là cái cảnh giới để phân biệt biết. Đó. Thì đó gọi là chỉ cho cái chân tâm thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh không biết, do đó mà Phật biết được, cho nên là Ngài mới chỉ bài để cho chúng sanh khéo nhận ra, thì sẽ thấy đó là chỗ cùng với Phật không khác. Không? Đó. Thì nếu mà người khéo ngộ được nơi đây đó thì sẽ cảm thông với Phật. Không? Vì cùng với Phật không khác. Đó. Rồi dưới mới dẫn thêm về luận bảo tạng để cho rõ thêm về cái biết này. Không? Tức là biết có thì có hoại, biết không thì không hoại. Còn cái biết thật biết thì có không, đều không chấp. À, tức là sao? Biết có thì có hoại, tức là chẳng theo cái có. Không? Biết có thì có hoại, tức là cái biết này không theo cái có. Rồi biết không thì không hoại, thì cái biết này cũng không theo cái không. Tức là cái biết nó vượt qua cả có không. Thì đó mới là thật biết. Đó, cái biết mà thật biết đó là vượt qua cả có không, chứ không phải theo cái có, không theo cái không. Cho nên biết có thì có hoại, không theo cái có. Rồi biết không thì cái không hoại, cũng không theo cái không. Đó thì vượt qua cả có không. Tức là nó biết cả có, biết cả không, nhưng mà không thuộc vào có không. Đó mới là thật biết. Thấy không? Đó, tức là cái biết không có lệ thuộc theo duyên. Đó, cho nên nói nó biết cũng được, mà nói không biết cũng được. Thấy không? Tức là nó không phải là cái biết của cái thức này, tầm thường này, không phải cái biết của theo duyên.
Cho nên là nói biết cũng được mà nói không biết cũng được. Cho nên là trong nhà thiền có khi các ngài nói là không biết, không là không biết, nhưng mà nói không biết không phải là như cây đá không biết gì hết, không là, mà để chỉ cho cái biết này nó không phải là cái biết mà thuộc về duyên, không là, tức là nó vượt lên cái biết tầm thường. Là cho nên chính cái tâm gọi là linh tri này là cái tâm mà phi tâm, không? Tâm mà phi tâm là, tức là không phải là tâm, không phải là cái, mà cái tâm mà sanh diệt tầm thường của mình đây. Cho nên nó gọi là, tức là chân tánh cùng Phật không khác, không? Cho nên đây mới gọi là hiển bày là chân tâm tức tánh là vậy đó. Nói tâm cũng tức là tánh. Là, cho nên nó không đồng với cái tâm thức sanh việt, sanh diệt. Tâm thức sanh diệt thì nó thuộc về cái tâm hư dối gọi là vọng tâm. Còn đây gọi là chân tâm là như vậy. Không? Cho nên bởi vậy mà người mới nghe đó, mới nghe trên cái văn từ đó, thì khi nghe nó biết thì liền cho nó là vọng giác, tức là nó biết là động là hư dối, không? Cho nên cho nó là vọng giác, là thì như vậy tức là người đó là mình suy nghĩ theo cái biết của thức tình, thì đó là chưa vào được cảnh giới này, không? Đó. Hoặc là đem cái thức tình của mình để mà đi suy nghĩ, không? Suy nghĩ để mà biết, không? Dùng cái thức của mình đây suy nghĩ để mà biết, thì cái đó cũng là thuộc về ngoài cửa. Tuy là cũng nói biết nhưng mà chưa phải là cái biết này, không? Đó. Cho nên cũng là cái chữ biết, không? Nhưng mà không khéo là lẫn lộn. Đó. Bởi vậy mà ban đầu thì các tổ ban đầu thì các ngài chưa có nói ra cái chỗ này, sợ người ta lầm đó. Nhưng mà sau tới thời Ngài Thần Hội, Ngài thấy là trong cái thời điểm mà cần phải nói cho nên Ngài mới nói ra. Cho nên gọi là không thể nghe nói biết cái thì liền lẫn lộn gọi là vàng đá một thứ đó. Không? Nó biết cho là cho một thứ, nhưng mà phải biết rõ ràng như vậy. Cho nên cũng như trước kia mà khi mà tôi nói về cái biết sờ sờ đó, không? Thì có vị cũng hỏi lại, vậy thì khi mà tim nó biết đập, bao tử nó biết tiêu hóa thì cũng là nó hay không? Phải không? Phải, cũng là cái biết cái sợ phải không? Phải không? Đó. Thì có nhiều vị nghe lại đúng là cũng thấy thích thú, cũng có lý. Nhưng mà xét kỹ rồi mới thấy đó là cái suy nghĩ theo thói quen của cái thức tình sinh diệt, tức là cái lý luận của thế gian, cái lý luận mà của thức tình. Nghe nó biết cái thì liền nó bắt qua cái kia, không? Nó suy luận là, thì cái biết đó là thuộc về của suy luận thức tình. Nhưng mà thế gian thì quen cái lý luận rồi, suy luận rồi, cho nên nghe nó cũng có lý, không? Đó, không? Nghe nó có lý là thành ra rồi lầm lẫn trong đó rồi rất nhiều. Đó. Cho nên người học Phật là không khéo là bị những cái lý luận của thế gian nó gạt ở chỗ đó là rất nhiều là vậy đó. Cho nên ở trong nhà thiền là phải chặt đứt cái thức tình suy nghĩ là vậy đó. Ở trong kinh Viên Giác gọi là đem cái phàm tình để mà đo lường cảnh giới thánh thì sao? Là cảnh giới thánh cũng thành phàm luôn. Tức là mình đem cái thức tình của mình, đem cái tâm phàm đó mà mình nghĩ đến cảnh giới thánh thì cảnh giới thánh cũng thành phàm đó. Tức là mình hiểu theo cái thức tình của mình thì làm sao mà hiểu thấu được cảnh giới thánh? Tức là muốn hiểu cảnh giới thánh thì phải đem cái trí của thánh mà hiểu, phải không? Còn mình đem cái tâm phàm để mà hiểu cảnh thánh thì cảnh thánh cũng thành phàm. À, thì cái này cũng vậy. À, cho nên là quen cái suy nghĩ theo cái thức tình thì nghĩ vậy. Nhưng mà sự thật á, thì tim nó có biết đập, bao tử nó có biết tiêu hóa hay không? Phải đặt câu hỏi lại. Tim biết đập, bao tử có biết tiêu hóa hay không? Đó là cái chỗ phải hỏi kỹ lại đó. Hay là chính mình suy luận thì mình gán cho nó cái nhãn hiệu biết. Phải không? Mình suy luận thì mình gán cho nó biết. Chứ còn tim biết đập, rồi bao tử nó biết tiêu hóa. Không? Sự thật là nó biết tiêu hóa là tim nó biết đập. Hay là chính mình gán cho nó biết. Chính mình suy luận thì mình gán cho nó chữ biết đó thôi.
chứ nó biết, nó biết biết tiêu hóa gì, nó tự nó tiêu hóa thôi chứ biết gì. Cho nên gọi là cái biết này là cái biết gọi là gán ép vào đó. Cho nên mình không khéo hời hợt cái nghe qua cái lầm chấp theo nó thì đó là bị cái thức tình nó gạt. Cho nên đây cũng vậy, không phải nghe nó biết cái là mình chấp vào cái biết mà theo kiểu biết suy nghĩ, cái biết vọng giác, để cho biết là vọng giác. Gọi là, thì cái đó gọi là kinh Đại Nghiêm gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Rồi đó là cái biết mà trên cái biết lập cái biết. Thì đó gọi là cái biết của vô minh. Còn cái biết ở đây á, là cái biết ngay tự thể biết, tức là nó không có nhờ duyên. Cho nên là phải hiểu kỹ để mà không lầm. Đây gọi là cái biết này gọi là nó biết là thật biết này, vượt qua cả có không luôn. Thấy không? Cho nên đó gọi là chỉ bài cái tâm linh tri, tức là chân tánh cùng Phật không khác. Thì đó là hiển bài cái giáo về chân tâm tức tánh. Đó tức là giáo thứ ba. Đó là Ngài nói rõ về cái ý nghĩa gọi là cái tự tánh mà rõ ràng thường biết đó. Nó không đồng với cái biết của thức tình, nhưng mà cũng như nó không có đồng với cái cây đá vô tri. Kinh Hoa Nghiêm, Mật Nghiêm, Viên Giác, Phật Đảnh, Thắng Mang, Như Lai Tạng, Pháp Hoa, Niết Bàn, vân vân, 24 bộ. Luận Bảo Tánh, Phật Tánh, Khởi Tính, Thập Địa, Pháp Giới, Niết Bàn, 15 bộ. Tuy đốn hoặc tiệm không đồng, mà căn cứ pháp thể hiển bài đều thuộc giáo này, tức là giáo thứ ba, là hoàn toàn đồng với tông thứ ba, chỉ bài tâm tánh của thiền môn. Bồ Tát Mã Minh nêu tâm là cội nguồn, văn thù chọn biết là chân thể. Tại sao nhóm phá tướng chỉ nhận tịch diệt mà không chấp nhận chân tri? Các nhà nói tướng chấp phàm khác thánh mà không nhận tức Phật. Nay tóm tắt kinh Phật phán định chỉ vì chính vì những người này. Chư tổ ở Ấn Độ truyền tâm gồm kinh luận không phân hai, bởi do phương này mê tâm chấp văn cho danh là thể, nên tổ Đạt Ma khéo léo bỏ văn truyền tâm, nêu tên của nó, thầm chỉ thể của nó, dụ dùng ngồi xoay mặt vào vách khiến dứt các duyên. Tức là đây dẫn thêm những cái kinh như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Mật Nghiêm, Viên Giác, Phật Tánh, vân vân, cho đến Pháp Hoa Niết Bàn, gọi là 24 bộ. Rồi luận Bảo Tánh, Phật Tánh, Khởi Tính, cho đến Niết Bàn, 15 bộ. Thì trong đó, hoặc là nói đúng, nói tiệm không đồng, nhưng mà căn cứ về cái pháp thể để mà hiển bài trong đó đó, thì cũng đều thuộc về giáo thứ ba này. Không? Tức là cái giáo gọi là hiển bài chân tâm tức tánh đó. Không? Và như vậy thì giáo này là đồng với cái tông thứ ba của thiền tông, tức là chỉ thẳng tâm tánh. Không? Đó. Như vậy thì cũng là để cho thấy rằng nghĩa là thiền và giáo là có chỗ dung thông với nhau. Không? Chứ không phải là gọi là thiền là cái gì nó riêng biệt ngoài giáo. Không? Tức là không phải lời Phật dạy, mà là cũng là nó dung thông với những cái lời Phật dạy. Nhưng mà trong giáo đó thì có chia, cũng có cạn có sâu đó. Không? Trong thiền môn cũng vậy. Và như vậy thì nó mới thấy là Ngài phê phong. Không? Ngài gọi là Ngài cũng đọc rất là rộng. Không? Các kinh luận Đại Thừa, Tiểu Thừa Ngài cũng đọc thông qua hết. Cho nên là Ngài mới nắm vững từ cạn tới sâu. Cho nên là tóm tắt những cái gọi là ý nghĩa trong đó. Không? Tại sao mình học ở đây thì cũng là đỡ phải đọc nhiều. Không? Ngài đọc sẵn rồi, Ngài gom lại tóm tắt rồi mình cho mình cũng biết được những cái cạn sâu đó. Không? Rồi đây là dẫn thêm không? Là Bồ Tát Mã Minh. Không? Bồ Tát Mã Minh Ngài nêu ra tâm là cội nguồn. Không? Thì như vậy thì để thấy rằng vậy thì chữ tâm
gọi là chữ tâm này đó, thì đâu có phải là cạn cợt. Gọi là tâm là cội nguồn mà, cội nguồn của các pháp, cội nguồn chân thật. Thì vậy là chữ tâm rất là sâu chứ đâu phải là cạn cợt. Cho nên mình nghe nói chữ tâm này thì phải hiểu sâu đến ý chỉ chân thật này, chứ không phải là nói nó cạn cợt. Chữ tâm là thuộc về cái tâm hư dối, sanh diệt, gọi là cái thức tâm thôi. Thấy không? Mà tâm ở đây là gọi là cái tâm là cội nguồn thì nó lại có ý nghĩa sâu hơn. Thấy không? Đó. Nghĩa là cũng đồng chữ tâm, nhưng mà tùy theo chỗ dùng. Có chỗ dùng thì tâm mà gọi là tâm thức thì nó thuộc về cạn, thuộc về cái sanh diệt. Còn mà tâm đây gọi là tâm là cội nguồn thì này nó là tâm chân thật, gọi là nhất tâm chân như, thì cái tâm này là nghĩa nó sâu hơn. Cho nên phải biết vậy đó, không có phải gọi là lộn xộn. Không? Rồi vẫn nghĩa là Bồ Tát Văn Thù. Không? Bồ Tát Văn Thù thì chọn biết là chân thể. Không? Thì như vậy, Ngài Văn Thù, không? Ngài nói là cái biết là cái chân thể. Vậy thì cái biết này là cũng có ý nghĩa rất là sâu xa. Chứ không thể mà hời hợt chấp theo cái biết mà gọi là cái biết của thức tình, rồi chê trách. Khi nghe nói biết thì cái đó là còn ở trên thức. Không? Đó. Cho nên là nếu mà người mà gọi là hời hợt đó, hợt cái nghe mà nói biết thì cái đó vậy thì ông còn nằm ở trên thức thôi, nói gì nó cũng còn thức à, không, chưa có sâu. Không? Đó. Mà đâu biết là đây là Ngài Văn Thù mà Ngài nói biết đây là gọi là thuộc về chân thể. Chân thể thì nó là nghĩa sâu xa chứ không phải là gọi là thức tình. Thức tình biết không tới nữa mà. Không? Thành ra như vậy thì gọi là cái biết này nó lại rất là sâu. Đó. Đó, cho nên như vậy thì mình mới thấy là không phải là chấp trên văn tự, rồi cái hồi hợt, rồi cái gọi là phán định là lộn xộn, mà phải biết cái chỗ dùng, là hiểu được cái chỗ sâu xa mà của các ngài dùng. Không? Cho nên ở đây Ngài Phê Phong Ngài muốn dẫn trạch rõ đó, không? Dẫn trạch rõ ràng ra để cho gọi là các nhà phá tướng. Không? Phá tướng thì không phải một bề chấp theo cái nghĩa tịch diệt. Không? Bây giờ phá tướng thì tức là không cho chấp gì hết, cho nên rồi gọi là cứ gọi là không khéo thì cứ chấp theo một bề gọi là theo nghĩa tịch diệt đó, không? Là bỏ hết các tướng là không có cho chấp gì hết, cho nên rồi chấp theo đó rồi cũng bỏ luôn cái chân tri. Nghe nói biết thì không chịu, không? Nó cho biết là cạn, là còn sanh diệt, nhưng phải là một bề lăng rẽ gọi là tịch diệt mới được. À, bởi vì phá tướng thì chưa có nói đến cái chân tri, không? Phá mà như trong các hệ Bát Nhã là cái nó không không hết thì thôi, không? Phá tướng thôi chứ chưa nói đến cái gọi là cái chân thể linh tri. À, mà không nói đến mà không phải là gọi là không có, nhưng mà là để người mà khi mà sạch hết tình chấp rồi thì gọi là tới đó thì tự thầm biết, không nói ra. Còn ở đây thì tới cái giáo này thì mới nói thẳng ra cho rõ. À, cho nên ở đây thì Ngài Phê Phong Ngài muốn giảng trạch như vậy đó, thì để cho thấy rõ. Không? Vậy thì cũng để ngăn những cái nhà phá tướng đó. Không? Thì không vậy thì không phải cứ một bề là chấp theo cái nghĩa tịch diệt đó mà bỏ mất thiếu cái nghĩa chân tri. À, thì nó chưa được viên mãn. Còn các nhà mà nói về tướng, nói về tướng thì tức là phân tích theo các tướng sai khác, cho nên rồi lại chấp phàm khác với thánh. Không? Bởi vì trên tướng, y trên tướng, phàm khác với thánh, chơn khác với tục. Cho nên như vậy thì không có chấp nhận cái ý chỉ tức tâm tức Phật. Vì nó phàm phàm thánh thánh thôi, chứ không thể tức tâm tức Phật được. Mình là phàm phàm, còn Phật là thánh. Đó. Thì nhà nói tướng thì không chấp nhận cái gọi là cái ý nghĩa này. Đó. Thành ra như vậy thì cái thấy này là còn thiên lệch, không? Thiên lệch kia đây, không? Đó. Tức là chưa được viên dung tròn khắp. Đó. Cái thấy nó còn sai biệt. Đó. Cho nên ở đây thì Ngài Phê Phong Ngài chỉ ra như vậy đó, để mà cho coi như là để ngăn những cái thấy mà
còn chấp một bên đó không, thì nó không được viên dung đó. Và như vậy thì mình học rồi ở đây rồi thì mình nắm vững được cái này rồi, thì khi mình nghe không các cái nghe hoặc thấy các cái chỗ dùng thì mình biết là cái này dùng này thì nó nằm thuộc về ở trong cái phần nào, giáo nào hay thuộc về cái tông nào, thì mình biết, thì như vậy thì không có phân biệt, không có lộn xộn, không đó, tôi cũng không có chấp đây bỏ kia, không. Cho nên là khi nghe nói tâm thì không phải một bề là mà chia, mình cho là tâm, nói tâm là thuộc về còn sanh diệt, không đó. Hoặc là nghe nói biết thì tức là còn thuộc về thức, không. Bởi vì nghĩa là về cái gọi là cái giáo phá tướng á, thì phá chấp hết, không có cho kẹt ở trên tướng, cho nên là giáo này thì không có cho, không nói tới biết, vì nó biết là còn phân biệt tướng này tướng kia, cho nên là không cho. Nhưng mà khi mà đến tới cái giáo thứ ba thì mới chỉ ra là cái chân thể linh tri, không? Thành ra khi mà nó biết ở đây thì nó lại không đồng với cái biết của thức tình sanh diệt, phải hiểu vậy đó. Rồi Ngài Phi Phong Ngài cũng chỉ rõ ra, nghĩa là ở Ấn Độ đó thì từ trước các tổ mà truyền tâm, truyền tâm tức là thiền tông đó, không? Thì cũng gồm thông luôn với kinh luận, chứ không có bỏ kinh luận hay là trái với kinh luận, không? Tức là các tổ mà thiền tông truyền, gọi là truyền tâm đó, trong nhà thiền đó mà ở Ấn Độ đó, thì các ngài truyền thiền nhưng mà cũng gồm với kinh luận, chứ không có bỏ kinh luận. Cái điều đó thì mình đọc trong ba ba vị tổ thấy rõ, không? Đó. Nhưng mà đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi mà ngài đến Trung Hoa đó, thì thời gặp cái thời này là thời người học Phật lại gọi là mê theo văn tự nhiều mà quên mất để mà đạt đến cái thể chân thật. Đó. Tức là thời này thì Phật giáo truyền qua Trung Hoa đã lâu rồi, thấy không? Cho nên rồi người mà nghiên cứu học Phật đó cũng nhiều, nhưng mà rồi nghiên cứu nhiều rồi lại thường hay là mắc kẹt trên cái phần nghiên cứu thôi, thấy không? Tức là nghiên cứu phân tích, thấy không? Chữ nghĩa, thấy không? Rồi phân tích danh tướng, thấy không? Tức là lúc này là học rồi phân tích danh tướng, rồi có thể là tạo những cái bộ luận này bộ luận kia để mà giải thích kinh điển thì cũng rất nhiều, không? Nhưng mà thường mắc kẹt ở trên văn tự đó, mà không đạt được cái chân thể, tức là không ngộ được tâm, nói rõ không? Chỉ là phân tích trên văn tự thôi đó. Mà phân tích trên văn tự mà không có thấu đạt được tâm á, thì cái sự phân tích đó thì đôi khi là nó lại bị nghiêng lệch, không? Bởi vì chưa có thấu được tâm, cho nên là có khi thì mình mà kinh nghiệm cũng vậy, không? Người mà chưa mà không có thấu đạt được tâm, không có thấu được cái gọi là ý chỉ sâu xa của Phật á, mà đọc kinh á, không? Thì nhiều khi là cũng mắc kẹt ở trên văn tự đó. Có khi đọc thấy bộ kinh này hay, không? Rồi cái thì chấp theo bộ kinh này, rồi cái thì chê bộ kinh kia, phải không? Hoặc là có khi thì đọc kinh này hay, cái thì thấy hay, cái là muốn tu theo kinh này, rồi lâu lâu đọc bộ kinh khác, thấy bộ kinh khác cũng hay nữa, cái muốn theo bộ kinh khác bỏ bộ kinh này. Thế như đọc Kim Cang, mới đầu đọc Kim Cang thấy Kim Cang rất hay, phải không? Sau đọc Pháp Hoa thấy sau Pháp Hoa là hay hơn nữa. Cái thì nói là Pháp Hoa mới hay, còn Kim Cang còn cạn, không? Rồi chấp đây, gọi là chấp đây bộ kia, là cũng phân tích trên văn từ không, mà không thấu đạt được cái tâm, sáng được tâm, cho nên cũng dễ thành có cái gọi là phân biệt kia đây, rồi đôi khi là chỉ trích lẫn nhau, rồi thành ra cái tâm phân biệt, cái tâm phiền não. Cho nên đến tổ Bồ Đề Ma, Ngài thấy được cái chỗ này, do đó mà Ngài, khi mà Ngài đến Trung Hoa đó, Ngài mới gọi là phá chấp ở trên văn tự,
mà chỉ thẳng vào tâm tánh, không? Cho nên rồi mới gọi là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, không? Rồi, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là chỉ thẳng vào tâm tánh mà phá những cái chấp trên văn tự đó, để khiến cho cái người học khéo đạt được ý mà quên lời, không mắc kẹt trên ngôn ngữ. À, thì vậy tức là để làm sáng tỏa cái ý Phật chứ không gì hết, không? Bởi vì ý Phật ban đầu là thuyết pháp là cũng để cho mình là đạt được cái ý đó để mình tu, chứ không phải là để cho mình phân tích văn tự, phải không? Nghĩa là trong giai đoạn mà ban đầu đó, thở ban đầu Phật thuyết pháp đó, thì đâu có cái chuyện phân tích văn tự, phải không? Thí dụ như lúc ban đầu Phật thuyết pháp đó, thì Phật tùy cơ, không? Tùy theo cái pháp hội, cái căn cơ mọi người đó, trong pháp hội thế nào đó là Phật thuyết pháp, thời pháp đó, rồi mọi người nghe đó, rồi cái thì nhận, hiểu để mà tu thôi. Chứ lúc đó thì cũng chưa có ghi thành kinh điển gì để cho mình phân tích được nữa, phải không? Rồi sau này khi mà kết tập kinh điển rồi thì mới có bộ kinh này, bộ kinh kia để cho người học rồi đọc, rồi có khi thì theo đó mới phân tích, không? Phân tích rồi nghĩa là chia sẻ, rồi đôi khi thì mắc kẹt trên cái văn tự, trên cái danh tướng, không? Còn thời Phật thì đó là ngày đó là ngày thuyết pháp, tùy theo pháp hội, tùy theo văn cơ ngày thuyết pháp vậy thôi, không? Đó thì người hiểu, nhận hiểu ý nghĩa trong đó rồi tu, không? Thì đến đây cũng vậy, đến đây thì ngài Bồ Đề Tổ Bồ Đề Ma ngài thấy vậy đó, không? Thấy người mà học rồi cái thì cứ kẹt ở trên văn tự rồi phân tích chia sẻ đó mà không sáng được tâm, cho nên ngài mới phá cái chấp ở trên văn tự đó, gọi là mà chỉ thẳng vào tâm tánh là như vậy đó. Thì vậy là cũng là để mà làm sáng tỏa ý Phật thôi, chứ đâu phải là trừ bỏ kinh, không? Đó là đúng với cái ý Phật, không? Mà đó đúng là mới là đúng là cái nghĩa tinh thần gọi là học Phật tu Phật, không? Thí dụ cái đơn giản, thí dụ như nói về từ bi, không? Từ bi thì nếu mà mình học để mà phân tích trên văn tự chữ nghĩa đó, thì nghe nói từ bi rồi cái thì mình mới giải thích từ bi làm sao? Đó, phân tích, không? Từ bi ở trên chữ nghĩa từ là từ giữ nhất thiết nhân chi lạc, bi bạc nhất thiết nhân chi khổ, phải không? Từ là ban đến những cái niềm vui chúng sanh, mình xả bỏ những cái cũng là xả bỏ cái ngã chấp của mình, những cái chấp riêng của mình đó, để mà nhớ đến chúng sanh, đem những cái niềm vui đến cho chúng sanh, không? Còn bi là nhổ những cái gốc khổ của chúng sanh, tức là cứu khổ. Nói cho rõ là từ là ban vui, bi là cứu khổ, không? Đó, làm sao cho gọi là xóa bớt những cái đau khổ của chúng sanh, đem những cái niềm vui đến chúng sanh, đó, nghĩa là làm lợi lạc chúng sanh vì cái tinh thần gọi là vị tha, chứ không có quên mình vì người, bớt cái lòng vị kỷ. Thì cái đó cũng là cái tinh thần để mà phá cái chấp ngã của mình. Đó, rồi mà nếu mà cứ lo phân tích như vậy đó thì có phải là từ bi chưa? Thì đó là chữ nghĩa thôi, chứ cũng chưa dính dáng tới từ bi hết. Cho nên đúng không? Từ bi chân thật á, thì những cái mà gọi là mình giải thích định nghĩa từ bi vậy đó thì cái đó là không phải sai, không? Nhưng mà từ bi chân thật á thì không có trong những cái giải thích đó, phải không? Đó. Nghĩa là giải thích như vậy thì là không sai rồi, nhưng mà từ bi chân thật thì không có trong những cái giải thích đó, không? Mà từ bi chân thật thì nó có ở đâu? Ở trong tự tâm của mỗi người á, chứ không phải không có trong cái giải thích đó. Đó thuộc về chữ nghĩa thôi. Cho nên là nếu có khi á mình giải thích thì từ bi rất hay, nhưng mà sự thật thì không có từ bi, phải không? Đó chỉ là mình giải thích mình nói thôi à, chứ không có thật. Tâm mình không có, không chưa có đến từ bi, chỉ là giải thích trên miệng thôi, không? Đó, thành ra cái đó là chưa đạt đến từ bi, không? Đó cái đó là cái thí dụ vậy đó. Thì đây cũng vậy, học kinh rồi mà lo phân tích ở trên văn tự không thì không có sáng được tâm,
thì tức là không đạt được ý của Phật, không? Thì cũng không có gọi là giải tỏa được những cái phiền não mê lầm, không? Không? Đó. Cho nên Tổ và Đệ Hoa Ngài thấy được những cái bệnh đó, do đó mà khi mà Ngài qua bên Trung Hoa đó, thì Ngài mới phá chấp văn tự đó để mà chỉ thẳng nơi tâm. Cho nên rồi như, chính vì vậy cho nên là những vị mà cũng mắc kẹt ở trên chữ nghĩa này mà thấy vậy thì không nổi, cho nên rồi mà gọi là giống như có thành kiến với Ngài đó, cho nên Ngài mới bị gọi là thuốc độc mấy lần đó. Đó. À, thì đó, thì ở đây thì Ngài Phi Phong Ngài dẫn ra đó để cho thấy được ý nghĩa, thấy không? Như vậy thì đó là gọi là vì cái hoàn cảnh, thấy không? Cái cơ duyên nó phải như nó đến như vậy, thấy không? Tức là ở Ấn Độ á, thì các ngài truyền tâm là cũng gồm kinh luận hết, không có bỏ kinh, thấy không? Cũng không có trái với kinh, nhưng mà đến cái bên Trung Hoa này thì Tổ và Đạt Ma khi Ngài đến đó thì Ngài thấy người phần nhiều gọi là cứ lo phân biệt, không? Phân tích ở trên văn tự thôi, không? Tức là mắc kẹt ở trên văn tự mà không sáng được tâm, cho nên Ngài mới gọi là phá cái chấp trên văn tự đó để mà truyền tâm, không? Cho nên rồi mới có cái giống như có cái nét giống như nét riêng đặc biệt đó, không? Cho nên gọi là Tổ và Đạt Ma Ngài khéo bỏ văn mà truyền tâm, chỉ nêu tên của nó thôi mà thầm chỉ cái thể của nó, không? Tức là nêu tên, không? Mà thầm chỉ cái thể để cho người khéo thầm nhận biết, không? Tức là người mà khéo á thì nghe tên tâm mà nhận ra cái thể biết rỗng lặng, không? Nghe đến cái tên tâm đó thì khéo thầm nhận ra như vậy, khi mà nghe đến ngài tâm đó thì thầm biết đó là ngầm chỉ là cái thể biết rỗng lặng mà không kẹt ở trên văn tự. Đó. Cho nên gọi là khéo để mà dứt các duyên, không? Xoay lại chính mình. Cho nên dụ dùng ngồi xoay mặt vào vách, không? Đó, xoay mặt vào vách, dứt bạc hết các duyên. Đó, tức là để không có chạy ra bên ngoài, không có mắc kẹt trên hình tướng. Đó. Là để mình sáng tỏ được cái là thật xưa nay. Không? Đó. Thành ra như vậy thì nhà Tổ và Đạt Ma tuy nghe nói thì giống như là trái với kinh, không? Tức là phá bỏ văn tự chỉ truyền tâm thôi, nhưng mà đúng ở đó là để làm sáng tỏa ý thật của Phật, không? Đó. Chứ cũng không phải trái với kinh. Đó. Như vậy thì để nghĩa là cho người hiểu rõ vậy đó thì không có cái thấy gọi là ngăn cách kinh với thiền, nó ngăn cách, thấy không? Đó.